Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50 tóc cần có ký hiệu là ICD nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà đăng tắt chatbot nha bạn. Chương trình này ai góp này random cho 5.000 người may mắn các bạn, rồi bấm số này góp. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn đăng ký website nha các bạn nhấp vào website nha. Rồi, các bạn mở website nữa nè các bạn. Các bạn bấm vào bài của anh cùng nè, bạn đăng ký về tài khoản nha, bấm vào register nè. Rồi xin in, bấm vào credit account của nó các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của các bạn vào nha các bạn. Dòng thứ hai thì password, dòng thứ ba là password các bạn. Rồi sau đó thì bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain B20 trên YouTube Wallet của các bạn nha các bạn. Chờ quá gầm, mình sẽ gắng làm cái video này nghỉ kết thúc đi. Rồi các bạn bấm vào submit nha bạn. Không biết có Gmail gì không nữa. Thì ok. Rồi bấm ok và mail confirm mail các bạn. Mà nó chỉ mail mình ra nè. Rồi. Nó gửi về một cái email, bạn nhớ cho email mình nha bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm email nè. Rồi các bạn login vào thôi nha các bạn. Các bạn nhấp vào, không phải là người máy, nhấp vào continue nha các bạn. Rồi ok, vậy mình đã hoàn thành rồi các bạn. Rồi các bạn lưu mật khẩu đi các bạn. ICL check for website này, dự án này khá là tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn chạy về công bot nè các bạn. Rồi tiếp theo thì bạn follow tờ Twitter và retweet bot. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt up đi, từ bot mình bot sau nha các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube nếu bạn đăng ký nha bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Season kênh channel. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục join kênh group nè. Để kiểm tra là kênh channel join chưa nè. Rồi join rồi. Sau đó like fanpage Facebook nè. Trên fanpage nữa. Bạn bấm thích như thế các bạn. Rồi sau đó thì các bạn xuống đây các bạn thích cái bài viết nó đi. Rồi bạn chia sẻ công khai luôn đi các bạn. Rồi bạn bắt up lên. Rồi các bạn bấm start. Sau đó các bạn click captcha để đi tiếp. G9J3S. Rồi bạn gửi support nè. Submit. Rồi các bạn điền địa chỉ email các bạn đăng ký trên website nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram thì kênh group kênh channel thì các bạn nhấp vào bao anh cùng này. Vào setting copy username bên chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot. Đây là 4 gửi cho bot. Sau đó các bạn submit đường link profile tại Twitter của mình nè các bạn. Rồi trên Twitter nhấp vào anh avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn vào nhấp vào ảnh cùng này, nhấp vào chia sẻ này. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè các bạn. Kèo này random thì anh xui thôi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ đường link profile Facebook mình thì các bạn nhấp vào Facebook này. Trên Facebook thì các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn nhấp vào ảnh avatar nè, nhấp vào ba ảnh cùng này. Rồi các bạn sẽ chép liên kết gửi cho bot. Rồi sau đó gửi đường link YouTube mình nha các bạn. Thôi các bạn vào đây các bạn tweet nữa cái đi các bạn. Nãy mình chưa tweet. Rồi các bạn like và các bạn tweet là cái được. Nó yêu cầu các bạn gửi đường link YouTube thì các bạn mở YouTube mình ra nhấp vào avatar nè, nhấp vào kênh của bạn nè. Các bạn nhấp vào ba anh cùng rồi nhấp vào chia sẻ này. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết các bạn gửi lên cho bot này. Rồi sau đó các bạn bấm vào một get link lấy liên kết chia sẻ trong bè và người thân các bạn, bấm vào xác tiết cập nhật tài khoản của mình. Ok, mình đã nhận được 50 tóc cần ICD này. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.